bạn biết thì vô sinh thì đang ngày càng trở nên một vấn đề trở nên được quan tâm, và hiện tại thì theo một con số mới nhất thì tỷ lệ vô sinh hiện tại đang rơi vào khoảng từ 10 đến 15% ở các cặp vợ chồng. Thì cái nguyên nhân vô sinh thì nó có nhiều nguyên nhân, và chúng ta có thể tạm chia thành cái nguyên nhân đến từ phía vợ, nguyên nhân đến từ phía người chồng và nguyên nhân đến từ cả hai phía, hay còn gọi là nguyên nhân vô sinh chưa rõ nguyên nhân. Phía người vợ thì chúng ta biết được rằng là để có thể có mang thai và có được một em bé thì chúng ta sẽ cần phải một cái quy trình, có nghĩa là chúng ta hàng tháng này chúng ta phải có một quả trứng để dụng này, quả trứng đó phải đi vào trong cái vòi tử cung hay còn gọi là vòi trứng, để tạo trong quá trình di chuyển qua cái vòi tử cung đó thì nó sẽ phải thụ tinh với tinh trùng và để tạo thành phôi, và phôi này sẽ còn đi lòng vòng ở trong cái đường sinh dục của người phụ nữ trong khoảng từ 5 đến 7 ngày rồi mới làm tổ. Thì tất cả các yếu tố ngăn cản cái sự sinh ra và sự phát triển của quả trứng thì đều là nguyên nhân có thể gây vô sinh cho người phụ nữ. Vậy thì một số các nguyên nhân sau có thể là gây nên vô sinh do buồng trứng tại người phụ nữ. Cái thứ nhất là hội chứng buồng trứng đa nang. Còn nhóm nguyên nhân thứ hai là các cái bệnh lý liên quan đến suy buồng trứng sớm. Và cái nguyên nhân nữa có thể ảnh hưởng đến buồng trứng đấy là các cái bệnh lý nhiễm trùng, nhiễm độc, các thứ vân vân, có thể gây viêm nhiễm và có thể gây cho tổn hại buồng trứng, khiến cho buồng trứng không thể đảm bảo được chức năng của mình, thì đều là các nguyên nhân gây ra vô sinh do buồng trứng. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân liên quan đến vòi tử cung. Thì vòi tử cung hay còn vòi trứng thì là cái con nó chỉ có một chức năng duy nhất là dẫn đường, có nghĩa là dẫn đường cho trứng đi từ ngoài buồng trứng vào trong buồng tử cung và ngược lại, dẫn đường cho tinh trùng đi từ buồng tử cung lên trên vòi trứng. Thì các nguyên nhân gây viêm nhiễm và gây ngăn cản cái sự lưu thông của cái con đường này thì cũng là nguyên nhân gây ra vô sinh nữ, có thể kể đến như các loại u này, viêm này, ung thư, lao, vân vân. Thì hoặc là các cái đặc biệt trong số đó là các loại viêm nhiễm thì có thể là gây tắc vòi trứng hoặc là tệ hơn là vòi trứng ứ dịch. Các nguyên nhân liên quan đến buồng tử cung thì chúng ta có nhiều, đặc biệt là chúng ta thường gặp nhất ở phụ nữ ngày nay đấy là các thể loại nhân liên quan đến u xơ và viêm buồng tử cung. Và chúng ta cũng có thể gặp phải do cái vấn đề liên quan đến vệ sinh và do các cái tiền sử nạo phá thai thì chúng ta sẽ gặp phải những cái trường hợp khác, ví dụ như là dính buồng tử cung, hội chứng Asherman, thì đặc biệt là gặp ở các cái bạn nữ mà đã từng có tiền sử nạo phá thai không phù hợp, không thực hiện đúng theo quy trình và gây ra những biến chứng lâu dài. Nguyên nhân khác liên quan đến buồng tử cung thì còn là dị dạng, các loại dị tật, ví dụ như là tử cung hai sừng, tử cung có vách ngăn, hoặc là hội chứng Mayer-Rokitansky-Kusterhauser, thì đấy đều là những cái dị dạng liên quan đến buồng tử cung khiến cho thai không thể phát triển được. Sau nhóm nguyên nhân liên quan đến buồng tử cung thì chúng ta thường gặp nhất là cái viêm lộ tuyến cổ tử cung. Và cái nguyên viêm lộ tuyến cổ tử cung cũng như là viêm cổ tử cung thì là những cái trường hợp mà thường gặp phải ở phụ nữ Việt Nam do cái điều kiện vệ sinh còn gặp nhiều vấn đề, cũng như là cái ý thức về sức khỏe sinh sản còn chưa thực sự được người dân quan tâm. Thì như vậy là chúng ta đã đi qua một loạt các cái nhóm nguyên nhân chủ yếu liên quan đến cơ học của việc ảnh hưởng đến sự vô sinh của người phụ nữ. Thứ nhất là liên quan đến buồng trứng này, thứ hai là nhóm nguyên nhân liên quan đến vòi trứng, thứ ba là nhóm nguyên nhân liên quan đến buồng tử cung, và thứ tư là nhóm nguyên nhân liên quan đến cổ tử cung. Ngoài ra thì chúng ta còn gặp một số các cái bệnh lý chuyển hóa cũng như là một số các cái bệnh lý tự miễn khác, hay là các cái bệnh lý liên quan đến miễn dịch, thì đấy là trong khuôn khổ một cái bài viết khác cũng như là một cái chương trình khác chúng tôi sẽ nói sau này. Xin cảm ơn.